Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập về shop kinhrobot.com. Bạn sẽ có ngay robot cực kỳ nhanh chóng và chất lượng ha. Thì hiện tại là các bạn có thấy không? Đây là muốn được rút được robot phải đợi tới 10 tới 13, 15 tới 30 ngày nha các bạn. Thì mình nghĩ cái này chắc là shop nào cũng bị thôi các bạn, tại vì hiện tại là Roblox rất làm căng, cái gì gọi là sao ta? Làm căng mấy cái vụ mà rút robot các bạn, nó rất là khó luôn ha đó. Nên mấy bạn thông cảm cho shop ha. Rồi. Thì shop hiện tại là có mua robot rút nè. Robot chính hãng và robot siêu rẻ ha. Đó. Đây. Và có thêm một phần mới đó chính là mua account Roblox nè các bạn đây. Wow. Bán ngặt trong lock fruit nè các bạn, đó lobby nè. Ồ. Oh. Đó bạn thấy không? Đây. Đó, rất là nhiều đỉnh cao nha các bạn đó, thì các bạn có thể vô và mua ngặt trong này ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni đây, và hôm nay mình sẽ review cho các bạn một nhân vật phải gọi là hoàn toàn mới luôn nha các bạn. Đó chính là một nhân vật trong phim Black Clover nha các bạn. Đó chính là bạn thân thời thơ ấu của Asta nha các bạn. Đó, và người có gọi là cái gì ta, thiên tài đúng không nè, đúng rồi các bạn. Đó, thiên tài và nhận được sách, cuốn sách trong truyền thuyết luôn nha. Đó chính là Cỏ Bốn Lá nha các bạn. Đó, ngầu không, ngầu không, ngầu không? Tại vì không tập phần mà đầu các bạn nó bốn lá trong truyền thuyết vậy thôi, chứ rất nhiều người xài nha các bạn. Lúc mà vô mà gia nhập mấy cái đoàn á là một đống người xài luôn á chứ. Đó, nhiều người xài sách bốn lá lắm, nhưng mà trong truyền thuyết thì là vậy nha các bạn. Đó, cực hiếm luôn. Tại không, tại cả trong cái phần mà đi nhận sách các bạn, cái phần đầu tiên á, đầu tiên mà Asta với là Juno đi nhận cuốn sách này nè các bạn. Đó, nguyên cái làng đâu có ai nhận được cỏ bốn lá đâu, đúng duy nhất Juno nhận được cỏ bốn lá luôn. Đó, đã chưa? À quên, nhắc tới Asta mới nhớ, để coi Asta được up nha các bạn, up chưa đã, quên. Cứ Juno được ra rồi mà Asta chưa được up nữa hả ta? Đâu à, vô coi Asta up chưa. Đây. Sao vẫn chưa luôn vậy? Trời ơi, cho Juno 5 sao luôn rồi mà Asta còn chưa ra nữa. Vãi thiệt sự, admin này không được rồi. Đó, các bạn thấy không? Giờ cái cuốn sách bốn lá lên nhìn cool boy nha các bạn. Đó, trong phim là Juno là mắt cool boy, cool ngầu luôn. Đó, lạnh lùng boy. Và sở hữu năng lực cực mạnh luôn nha các bạn. Đó. Đây là năng lực gió nha các bạn, và sở hữu tinh linh luôn nha các bạn, một trong bốn tinh linh luôn. Đó. Thì trong phim chỉ có bốn tinh linh là được chọn người mạnh hay sao ta, mình không có nhớ nữa, nhưng mà chỉ có bốn tinh linh trong phim thôi mà Juno đã sở hữu một trong bốn tinh linh luôn á chứ, thì ghê chưa. Hệ gió nha bạn. Đó, cuốn sách gió. Rồi bây giờ mình vô review ha. Nãy giờ khoe khoang Juno hơi nhiều rồi, Asta không úp gì hết, chán thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ đi map nào ta, map nào vừa vừa dễ thôi nha bạn, tại khó quá cũng lười đi lắm, mất công đi lại nữa mệt lắm. Thôi đi ai này đi ha. Đây, cứ đi ai này tiếp tục thôi, chứ lười đi mấy ai cao cao các bạn, khó phải đi lại với quay lại nữa mệt lắm. Dâu, để coi Juno với cuốn sách Cỏ Bốn Lá trong truyền thuyết coi trong tựa game này mạnh cỡ nào nhé bạn. Dâu, đồng Mabu với Goku các bạn. Mabu thì làm cho mạnh vô Goku 2, chán thì chứ Goku 2 trong game này đúng yếu luôn, không làm được cái gì hết bạn. Mà trong phim là đánh với Mabu Goku chỉ có biến Super Saiyan thôi hay sao ta, không có nhớ nữa. Super Saiyan hay Super Saiyan 2 á là đánh với Mabu ngon rồi kiểu vậy, mà trong này Goku 3 chưa ngon bằng Mabu nữa, mà Goku 3 chưa ngon bằng Mabu nữa. Rồi giờ mình sẽ đặt Asta nha bạn. Asta thì mới vô 495, không tới 500 nữa chứ. Phải thì cũng ngứa, cũng trừ lại 5 đồng nữa bạn, lẻ rảnh thì chứ. Rồi quên, mình bật cái này lên ha. Rồi Juno thì mới vô đánh rất là ngắn nha bạn, đánh hơi ngắn nha. Ủa vậy à, Juno hả? Juno đánh quái bay hả? Quánh quái bay mà cái tầm ngắn vậy sao quánh? Bạn thấy không, hầu hết tất cả những con vật mà đánh quái bay là phải cái tầm rất là xa nha bạn mới được. Mà sao các bạn nhìn nè, trời hết hồn, mình cứ tưởng là dưới đất luôn á, tại vì mình nhìn cái tầm mấy bạn mình cứ tưởng là dưới đất luôn á chứ. Các bạn giống mình không? Trời ơi, hèn chỉ đặt dưới đất hoài không được nè. Giờ mình đặt Juno ở đây nha các bạn. Rồi mới vô là một level 40 nha bạn, là 132 dam,
Và 5 giây tầm có 15 mà. Ui vãi thiệt chứ. Rồi để coi quánh sao đây. Coi Juno mở cuốn sách ra làm gì đây. Atta mở cuốn sách là rút cái kiếm ra nha các bạn. Còn Juno làm gì đây. Ồ, xài gió. Đó. Wow, ngầu. Được đấy. Được các bạn ơi, được. Nhìn cuốn sách này bạn có thấy cậu bóng lá không nè. Cái cuốn cậu bóng lá của mình nhìn đây cho dễ đó. Gì? Cái này là cái gì vậy? Nó cỏ bóng lá gì kỳ vậy? Chắc sợ dính bản quyền đó mày. Đó, chắc mình làm vậy cho đỡ dính bản quyền. Rồi bắt đầu tầm xa ra. Chưa tăng luôn, hình như nãy 15 giờ cũng 15 rồi đúng không? Và cũng vậy mà. Chưa khác gì lắm. Chưa có biến đổi gì lắm. Vẫn vậy nha mày. Rồi. Giờ mình phải nâng lên một lần nữa mới khác biệt các bạn. Cái gì y bao nè. Cung tên nè. Không, cung tên chữ khác mà, không phải. Bơ là để gì ta? Rồi. Đó. Trong phim thì mặt lạnh lùng bôi cái kiểu sao trong này tóc gì che hết mặt các bạn, không thấy gì luôn á chứ. Các bạn thấy không? Tóc che tùm lum tà la hết. Rồi. 500 nè. Ôi nâng cũng nhiều các bạn. Nói chung là mấy con về sau này hầu hết toàn nâng từ 5 lần lên tới 6 7 lần không bạn. Ít nhất là 5 luôn chứ mấy con mà mới ra á. 5 sao nha. Hầu hết là đều nâng 5 lần 6 lần không à. Đó, còn mấy con xịn xịn nữa là nâng 7 8 lần. Kiểu vậy nó rẻ tiền hơn. Mình nghĩ Juno này chắc cũng 6 7 lần đó chứ, rẻ tiền nha các bạn. Đó bạn thấy rẻ không? 5 giây đúng không? Giờ cộng thêm tâm nè. Ô, cộng thêm 9 tâm rồi nè. Ô, cái gì vậy? À cái cung này bạn, cái cung tên này đúng rồi. À đúng rồi bạn ơi. Vậy là tạo ra cái cung tên ha. Bắn ra và tăng cái tầm lên là lên được 403 đam rồi nè. Wow. Lên được 403 đam rồi. Đam to đấy chứ. Mới có 2 bậc là 403 rồi. Được. Rồi, giờ 600 mới nâng được gì nữa nha các bạn. Gì cộng thêm có một tầm vậy? Cái gì vậy? Sao nó kỳ xấu ta bạn ơi. Mấy con này hầu hết là phải tăng tầm nhiều chứ. Không, sẽ có một cái rất là mắc nha các bạn. Sẽ có một bậc mình nâng sẽ rất là mắc. Và tầm nó sẽ rất là giống như Risa các bạn. Cái lần mà quăng cái Supernova đó, tầm nó rộng ra các bạn, với lại cái chữ V nó bự ra đó. Đó là đúng 1000 luôn, còn như là 500, 600 được rồi. Rồi, giờ lên tới 800 rồi nè. Wow. Giờ là 562 đam chấm 95 nha các bạn. Đánh 5 giây. Giờ 500, 800 tiền chứ lộn, 800 tiền. Vẫn chưa có chiêu gì khác nha các bạn. Vẫn đang xài cung bắn. Đây, gió cung. Đó, lấy cái cung gió bắn rồi, nâng lên. Rồi bây giờ đã lên được 743 đam rồi nha các bạn. 743 đam. Vẫn đánh là 5 nha các bạn, đánh vẫn là 5. Rồi cái lần tiếp theo mình thấy nè các bạn thấy không? Đó, có một lần sẽ rất là mắc nha các bạn. Và cái gì cọc pin là gì quay vậy, lăn nè. Sổ số hả? Đánh sổ số hả các bạn? Mà Juno này đánh quái bay mà mình thấy đánh tầm ngắn thật sự luôn á. Mình chưa có thấy mà con đánh quái bay mà tầm ngắn, chán thiệt chứ. Tầm ngắn thật sự. Rồi nâng luôn nha các bạn. Nguyên là gì đây? Bay, quay hả? Gì vậy? Gió quay hả? Đúng rồi, lốc xoáy bạn ơi. Lốc xoáy. Trời ơi, nhìn cái tầm này chán đời thiệt luôn á. Mày nhìn cái tầm, ôi chỗ 900 mấy đam rồi kìa. Wow, 952 các bạn. Đây level 40 nha các bạn. Còn level 1 mình không biết bao nhiêu á. Level 1 để coi lên wiki liền chứ. Wiki để làm gì quên. Rồi cái cuối 1900, chọn cái cuối mắc dữ vậy. Vô coi, Juno nha các bạn. Juno level 1. Nâng mát là... Nâng mát là 915 thôi nha các bạn. Đó, còn này là mình level 40 là nên sẽ lên 1000 mấy đó chứ. Chứ bình thường level 1 là sẽ 915. Rồi. Giờ mình sẽ nâng bậc cuối nha. Rồi nâng lên. Là sẽ 1271.85 đam nha các bạn. Và thời gian gì giảm thêm 0.3. Cái gì vậy? Đó cái con Juno này bị cái gì vậy các bạn? Sao không có chịu hồi tinh linh ra ta? Chịu hồi tinh linh ra quánh mới đúng chứ. À hoặc lên 6 sao đúng rồi các bạn ơi. Mình nghĩ chắc lên 6 sao á. Lên 6 sao là cái mặt Juno sẽ có một cái vết sẹo của cái gì đó. Tộc gì đó. Tộc S gì phải không ta? Tộc S phải không ta? Cái tộc S các bạn đó. Đúng rồi, Juno có cái dấu gì trên mặt các bạn đó. Sử dụng tinh linh luôn là đẹp luôn. Lúc đó sử dụng tinh linh là đẹp luôn đó.
Tại cái tầm Junon ngắn mấy bạn nên thủ rất là khó nha. Không như Risa, Risa thì tầm nó xa hơn đó, thì nó dễ hơn. Còn Junon tầm ngắn quá nên thủ hơi khó xíu. Nhưng mà Dam thì Dam với lại cái thời gian đánh thì ít hơn, cũng đỡ. Junon này lên max thì cũng một level 80 nha bạn. Max level 80 là được 1600 Dam. Đây này mình coi trên wiki ha. Nè 1600 Dam nè. Là mình nghĩ chắc ngang Minato rồi các bạn. Nếu mà cái đam 1600 này thì ngang Minato, nhưng mà đánh lâu hơn Minato với cái tầm ngắn quá, ngắn hơn Minato luôn á chứ. Ngắn dài. Phải, con đánh quay bay mà tầm ngắn thì sao chứ. Trời ơi, nhìn lóc xáy các bạn đã không? Wow. Đã thật sự. Rồi. Muốn bật cuối. Rồi xong rồi. Thì thôi chắc mình sẽ để Juno đâu đâu trên này nha các bạn. Mình nghĩ Juno bắn không tới luôn á chứ, mình sợ Juno bắn không tới luôn á. Nè mình đặt đây thử nha. Mình sợ Juno bắn không tới luôn á. Tầm gì mà ngắn như vậy. À tới vừa đủ các bạn. Nhìn cái tầm chán đời thiệt chứ. Rồi. Ngon rồi. Ổn rồi, không sao, vẫn được nha mày. Đó. Lóc xoáy. Nâng lên mới được. Rồi. Đó. Đâu rồi. Đâu coi mở cuốn sách ra coi. Ủa xong mở cuốn sách luôn hả? Ủa sao hết mở cuốn sách luôn các bạn ơi? Lúc đầu có mở mà ta. Đâu rồi. Mình đặt đây nha. Đó lúc đầu là có mở sách nha bạn. Lúc sau là không cần mở sách luôn. Ghê vậy. Đó bạn thấy không? Lúc đầu còn mở sách nè. Để mình nâng lên giữa nha. Đây đây cái chữ Y nè. Đó vẫn mở sách nha bạn. Rồi từ từ coi trong sách có chữ gì không. Đây đây. Ở trong sách trống trơn nha bạn. Không có chữ gì luôn. Đấy này mình đứng đây mình coi nè. Đọc ké sách có gì mình học trộm chiêu thức các bạn. Đâu rồi mở. Mở sách đi. Ở gì vậy? Trời ơi quái. Tiêu hết trơn. Không mở sách luôn. Chán thiệt. Đó. Thì nâng lên cuối là sẽ không mở sách nữa nha mày. Tự xài luôn. Đây 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 mở sách. Đó các bạn thấy không? Sách trống trơn. Không có một chữ luôn. Bởi vậy học hành vậy là chết rồi. Juno ơi là Juno. À quên, Juno là thiên tài mấy bạn. Đâu cần học đâu. Giỏi sẵn luôn. Vừa có cuốn sách là xài được. Năng lực liền luôn mà. Thiên tài. Bù cho Atta liền thấy không? Atta Atta chỉ có luyện tập thôi các bạn, chứ không có năng lực gì hết. Chỉ có cơ bắp thôi. Vậy mà với ngay cuốn sách mới gọi là năm sao của quỷ, ác quỷ các bạn. Ghê thiệt chứ. Đúng thiệt bừa. Rồi thôi. Nâng thôi. Rồi ổn rồi đó. Vậy là Juno thì theo mình đánh giá là bình thường nha mày. Tại vì Juno này chỉ có nếu mà đem đi mấy cái ải này chơi thì được các bạn. Chứ mình nghĩ đi cái ải mà gần cuối khó các bạn với đi Infinity là không ngon. Không ngon thật luôn. Đó Juno thì không ngon nha mày. Thì như mà nói là đi mấy cái ải không ngon. Còn nếu mà đánh giá trung bình con nhân vật này á, giống như Dam nè, với thời gian đánh thì cũng ít nên tạm ổn các bạn. Là bình thường thôi. Không có gì lắm ha. Nói chung Juno này chỉ được cái lượng đam to thôi các bạn. Đó. Chỉ được cái lượng đam to thôi đó. Là ngang với Minato đó. Nếu level 80 luôn nha. Là 1600. Là ngang với Minato luôn. Còn nếu mà con nhân vật đánh, con đánh quái bay mà tầm ngắn vậy là thua rồi. Đánh không đầu quái bay đâu các bạn. Quái bay nhanh lắm. Quái bay cho Infinity á. Đi quái bay nhanh lắm mà còn cách xa nha nữa mà. Mà đánh vậy là toan. Kiểu vậy. Rồi. Ổn rồi, không sao. Rồi, giờ để boss ra thôi. Trời ơi. Đợi Atta thôi bạn, mình đợi Atta được update lên thôi mà đợi hoài không được á chứ. Trời ơi, buồn ghê luôn á chứ. Đã ra tới Juno luôn mày thấy không? Trời ơi, bật lên thấy lắc lác luôn các bạn. Thấy không? Bắt đầu lác lác luôn á chứ. À quên, chứ mình chỉnh cái này cao quá nè. Trời ơi, hèn chi. Chỉnh này nửa thôi chắc không có lắc lắm đâu. Quên. Đó. À quên chỉnh này nè là không lắc luôn nè. Thấy không? Cũng vậy mà thôi, vậy thôi chỉnh lên cho đẹp. Thấy không? Đó chỉnh máy cái này thì nó hơi dừng chật xíu. Không sao.
Trời ơi, bạn thân của Atta đã ra mắt rồi, 5 sao luôn, quá mạnh luôn. Đó. Mà tới giờ Atta còn mới rút được cây kiếm ra bạn. Mới xài có cây kiếm lướt tới, trời ơi lắc máy luôn. Juno này đánh lắc máy quá nha, không được nha. Chơi cái gì mà chơi lắc máy quá. Làm cái tem lắc máy mình nói thật đứng máy luôn đó chứ. Rồi. Boss này giết cái một luôn, dễ dàng. Ủa lốc xoáy lắc thực sự các bạn ơi. Rồi xong. Giờ còn boss nữa là xong. Đấy. Ủa cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? À nổ. Trời nổ hết hồn, mình tưởng cái gì nó rớt ra lụm. Rồi qua tầm rồi các bạn không? Nên con này muốn đánh phải gọi là dồn đam ngon các bạn, phải có râu đen hoặc là đóng băng các bạn. May ra dồn đam ngon chứ. Tầm ngắn quá boss đi qua cái màu à. Trời ơi giờ mình đợi con boss đi tới đây mới mệt nữa bạn. Cái chỗ này không có chỗ nào đặt đường Juno vậy. Trời ơi lâu quá kìa. Lâu. Ủa mấy chỗ này cấm đặt mà. Này mấy cái chỗ mà đỏ này là cấm đặt nha các bạn. Còn mấy cái chỗ này màu trắng là vẫn cấm đặt luôn. Kì vậy, chỗ xanh mới được đặt. À Minato đặt cũng đâu được trong này đâu. Chỗ này chỗ cấm rồi bạn ơi. Chỗ cấm. Rồi vô nè. Vô. Bèm. Ô. Con boss này ngon chứ. Chỗ gì vậy? Chưa kịp nhìn nữa mất tiêu. Bay màu luôn. Đó mày thấy không, vẫn con hai nha mày thấy chưa, ngon chưa, nên úp rất là dễ. Ừ. Úp mấy con nào mà cần úp từ cái map này rất là dễ dàng nha mày. Rồi thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha, thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like một subscribe kính mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn bây giờ thì bye bye.